Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài đặt tiếng organ và giúp các bạn nắm bắt những cái cách mà kéo cái thanh công cụ này, upper drawbars này và pedal drawbars này hay là lower drawbars này. Thì cái phần này nó sẽ phụ thuộc cho phím đàn ở trên, phần này là chân pedal, còn cái phần này là phím đàn dưới. Thì các bạn nhìn vào đây giúp cho mình nhé, 16,8, 4, 2, 1, tất cả những cái này nó sẽ là cái quãng trong cái tiếng đàn. Và những cái quãng này thì mình khi mình kéo mình sẽ cảm nhận là cái âm thanh nó nghe hơi ngang một tí xíu, nhưng để cùng điều chỉnh nhé. Bây giờ đối với tay trên này, mình sẽ kéo từ đầu trước số 1 này. Khi kéo ra các bạn sẽ nghe được cái âm thanh như vậy, rất cao. Rồi kéo tiếp theo này, số 2 này. Các bạn cũng nhìn lên trên màn hình mà các bạn sẽ thấy này. Đó, nó sẽ có một cái quãng nữa. Rồi số 4. Đó, các bạn nghe rõ rồi nào. Quãng 8 nữa này. Mình sẽ kéo tiếp. Nó sẽ trầm hơn và nó đầy hơn. Bắt đầu thêm quãng 16, sẽ có một cái độ bẹt nhiều hơn. Đó, các bạn nghe khác không? Bây giờ mình sẽ đẩy thêm một số cái quãng ngang nữa. Những cái quãng này thì mình chỉ kéo một tí xíu thôi, nó có thêm một xíu ảnh hưởng cho cái tiếng organ của mình nó hay hơn thôi. Thì tạm thời mình sẽ tăng chỉnh nó ở cái mức như vậy. Và phía tay trái thì mình cũng làm tương tự như vậy nhé. Thì như vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần kéo. Thì các bạn có thể để cái mức độ của nó, các bạn có thể tham khảo cái mẫu kéo của mình ở đây để mình có thể áp dụng luôn cho tay dưới. Thì mình sẽ kéo y chang như vậy nhé. Thì mình tạm thời là mình sẽ có được một bộ tiếng organ tương đối là hay, nhưng thật sự nó cũng chưa đầy đủ tiếng bạc nữa. Trên bên đèn nó cũng chưa đầy lắm. Này, các bạn quan sát cái chân bên đèn, tất cả nó cũng chưa đầy, nó cũng chưa có hoàn thiện lắm. Bây giờ mình sẽ kết hợp với những tiếng có sẵn của cái đàn này bằng cách là mình sẽ điều chỉnh ở trong đây. Thì các bạn nhìn thấy nhá, upper, lower có nghĩa là nguyên một dàn trên này này, tất cả này là dành cho tay trên, và nguyên một cái dàn dưới là dành cho tay dưới. Nhưng đối với cái orchestral này nó chỉ sử dụng một trong hai thôi. Khi mà trên thì là trên, còn dưới thì là dưới, không có thể là sử dụng chung. Hoặc khi các bạn khởi động cái này lên ấy, các bạn bấm solo ấy, thì là chỉ sử dụng riêng mình nó thôi. Thì khi mình khởi động cái này lên rồi ấy, mình sẽ chọn cái ngân hàng tiếng nó ở đây. Ví dụ mình chọn violin, mình bấm solo, thì các bạn qua đây các bạn thấy này, nó chỉ có mỗi tiếng violin thôi. Nhưng mà mình tắt cái solo đi ấy, thì nó sẽ hòa chung với cái tiếng mà mình đã kéo vừa rồi này. À, các bạn nghe thấy rõ không ạ? Rồi tiếp tục nữa, để mình tạo một cái tiếng nó hay hơn nữa thì mình có thể vô đây này, mình on cái này lên, nhưng mình sẽ phải vô cái set là on display này lên. Thì khi các bạn bấm lên ấy, các bạn ngó qua màn hình ấy, tại đây ấy, các bạn điện tử nó có đến 14 trang và hiện tại mình đang ở trang số 3. Thì mình muốn làm cho tiếng organ của mình nó hay hơn ấy, mình sẽ chọn một trong những tiếng này. Ví dụ mình chọn organ này, mình chọn organ này bằng cách cái phím tương ứng như vậy. Còn đây là cái volume tổng của cái tiếng này chứ không phải volume tổng nhé. Thì mình chọn vào rồi. Thì cũng giống như cái chức năng này, nếu mà mình bấm solo á thì mình chỉ nghe cái tiếng mình đã chọn thôi. Đây là cái tiếng mình đã chọn này. Nhưng mình tắt solo đi, và mình tắt luôn cái này đi, thì mình nghe đồng thời là cả tiếng vừa lấy mình đã điều chỉnh ở những cái thanh công cụ này, và kèm theo cái tiếng mình đã chọn nó hiển thị ở đây. Và cái volume của nó cũng là cái mức này, cái cột này,
mình có thể điều chỉnh cái volume ở cái hai cái nút này lên xuống. Rồi tiếp theo nữa, để cái tiếng nó còn hay hơn nữa, các bạn vô cái keep upper strings thì mình chọn phần upper nhé. Tiếng thứ nhất mình bấm thêm một lần nữa thì nó cũng hiển thị bảng điện tử đây. Thì hiện tại đây mình muốn cho cái tiếng nó có vẻ nó sang trọng hơn tí, mình xài thêm một lần violin nữa, hoặc mình có thể xài là cello hoặc string để cái tiếng của mình nó dày hơn. Thì hiện tại mình đang được cái tiếng như vậy. Các bạn nghe thấy không ạ? Rồi bên này thì nó cũng tương tự y chang, nhưng đối với cái này ấy, các bạn bấm này thì cái mức điều chỉnh này, cái đàn nó đã căn chỉnh sẵn rồi, mình không có quan tâm tới, có thể mình khởi động lên hoặc có thể không nhé. Rồi tiếp tục mình chuyển qua bên dãy bên này nhé. Thì upper này, upper B đàn này, lower này, lower B đàn này, thì những cái này ấy là cancel, là khi chẳng hạn như mình điều chỉnh cái sắc tần của nó, mình bấm một lần thôi thì nó sẽ hiển thị lên qua bảng điện tử này, nó cho mình chọn lựa là cái độ dài ngân của nó là dài hay là ngắn hay là trung bình. Còn cái này là chọn tất cả hay là chỉ có upper, lower hay là pedal thôi, mình sẽ chọn cái gì. Thì ở đây thì mình cứ khởi động muốn hết lên ấy, thì mình bấm hết lên này, cần cho nó có một độ ngân vang ấy, khi đánh đàn nó sẽ dễ, nó nghe nó không bị đứt. Rồi tiếp theo nữa, qua đây là phần pedal, mình sẽ chọn một trong những cái này. Khi bấm vào này, các bạn bấm hai lần nhé. Cái này, hai cái này ấy, là automatic rồi, có nghĩa là mình bấm chọn, tức nghĩa là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái pedal của mình luôn. Như mình đang đạp chân, bấm chọn nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp. Nhưng mà nếu mà mình muốn theo ý của mình ấy, thì mình bấm vào cái custom này, mình sẽ bấm nó sẽ có cái trang rất là nhiều loại tiếng để dành cho pedal. Các bạn có thể chọn một trong những số này, hoặc là cái octave down này, các bạn bấm xuống ấy, thì nó sẽ giảm xuống một octave nữa, giống như là hiện tại là đang mình không bấm này thì nó sẽ kêu như vậy, nhưng mà mình bấm thì nó lại giảm xuống một quãng nữa. Còn cái lower to pedal có nghĩa là khi các bạn bấm cái này lên ấy, nó sẽ là cái tiếng này, nó sẽ ảnh hưởng xuống cái pedal. Đó là khi khởi động này lên, có nghĩa là cái tiếng mà mình chọn ở đây ấy, nó sẽ ảnh hưởng xuống cái pedal là mình khỏi chọn. Vậy để tóm lại cái bài, để tóm lại các điều chỉnh ấy, thì mình sẽ được cái tiếng như vậy.